và có những cái dấu hiệu mà người ta gọi là cần phải chú ý để mà nghi ngờ cái hạt gạo hoàng chủ. Nhắc lại đó là mất cân xứng giữa tim phải tim trái, thất phải thì giãn, thất trái thì nhỏ, hoặc là bất thường của cái ban hai lá. Và cái về cái tầng đại động mạch đó, nhắc lại là tầng đại động mạch nó có ý nghĩa hơn là ở mặt cắt đốt ruột. Chúng ta thấy được cái thân là mạch phổi chia cho cái mạch chủ lên nó lớn hơn 1.7, thì lúc đó anh chị phải để ý nha. Hoặc là bất thường của mạch chủ, hoặc là chúng ta đo kích thước của vùng eo động mạch chủ, chúng ta thấy là nhỏ hơn -2, hoặc là cái khung động mạch chủ nhỏ hơn -2, hoặc là chúng ta thấy chúng ta đo đạt các cái dấu hiệu, hoặc là chúng ta ở chỗ mà các ban mạch máu khí quản mà nghĩ năm 2007 mà Baski đã hướng dẫn đó, thì chúng ta đo cái đường kính của eo động mạch chủ đó, chúng ta chia ngay cái đường kính động mạch ngay tại vị trí chúng ta đo đó luôn. Nếu mà nó nhỏ hơn 0.7 cũng là một cái dấu hiệu vị ha. Và mặt Doppler thì chúng ta có thể thấy dòng máu nó xoáy ở cái vùng eo, hoặc là có cái dòng máu liên tục ở cả thời kỳ tâm trương, hoặc là nó bị giảm ngược ở thời kỳ tâm trương ngay chỗ ở trong cái vùng eo là mặt chủ. Hoặc là chúng ta theo dõi theo thời gian lúc đầu cho tới cuối mà chúng ta thấy cái vùng mặt chủ nó không có phát triển đúng theo cái biểu đồ. Ví dụ như là vòng hoa là mặt chủ nó nhỏ hơn 0.24mm trên mỗi tuần, mỗi tuần nó không có lên đến mức độ đó thì nó dễ bị hẹn ra mặt chủ. Và tới năm 2018 thì chúng ta thấy có một cái nghiên cứu khác để đo đạt như thế nào để mà cải thiện cái việc chẩn đoán, thì chúng ta thấy cái này là để cho bác sĩ chuyên khoa sâu về tim mạch, chứ cũng không có mong các anh chị mà đo đạt được những cái thông số này bởi vì nó hơi rắc rối. Nhưng mà tôi cũng trình bày để các anh chị biết là đã có những cái nghiên cứu người ta áp dụng từ cái việc chẩn đoán hạt gạo động mạch chủ sau sinh, người ta thấy các cái thông số như vậy có ích trong cái việc chẩn đoán, rồi người ta áp dụng lại trong bào thai như thế nào thì người ta công bố. Thì ví dụ như là cái chia của cái động mạch, cái cung động mạch chủ ở đoạn xa đó chia cho cái động mạch dưới đồng trái, cái khoảng cách từ động mạch dưới đồng trái tới cái động mạch cảnh bên trái ấy, mà nếu mà nó nhỏ thì người ta sẽ nghĩ tới cái hạt gạo động mạch chủ. Rồi để tôi chuyển cái phần điều trị của chúng ta như thế nào. Cái mấy lần này cần cái mũi tên chỉ đây, khi mà chúng ta cắt dọc theo khuôn mặt mặt chủ ha, thì chúng ta sẽ thấy là được là thứ nhất là động mạch cảnh chung ha, bên phải, rồi tới động mạch cảnh bên trái, rồi tới động mạch dưới đòn. Thì người ta sẽ lần lượt, nếu mà khảo sát kỹ, người ta sẽ đo đường kính của động mạch chủ lên, người ta đo cái đường kính của cái cung động mạch chủ ở đồng rừng, đo đường kính cung động mạch chủ ở đồng xa, đo đường kính của eo động mạch chủ, người ta đo cái đường kính của động mạch cảnh trái, người ta đo cái khoảng cách từ thân cánh tay đầu bên phải này tới động mạch cảnh bên trái, người ta đo khoảng cách từ động mạch cảnh bên trái cho tới động mạch dưới đầu bên trái. Thì một trong những cái số liệu mà đo này thì chúng ta thấy là cái đo cái kích thước của đường kính eo, đo kích thước của khoảng cách từ động mạch cảnh
trái cho tới dưới đòn trái là những cái là hai cái chỉ số đo mà nó có giá trị nhiều nhất trong cái việc tiên đoán trẻ em mà chủ sau sinh, mà người ta có những cái chỉ số mà sau đó. Đây chúng ta thấy trong một cái ca trường hợp bình thường đó, bình thường là chúng ta cắt khung mạch chủ nó cũng dễ rồi, còn cái ca hồi bệnh là đã khó. Thì nếu mà một cái ca bình thường như vậy, khi chúng ta cắt thì chúng ta nhìn thấy là cắt mạch máu nó dễ như vậy đó, nhưng mà khi chúng ta dừng cái hình lại để kiếm một cái điểm cho nó tốt để chúng ta đo được cái khoảng cách từ động mạch cảnh bên trái cho tới động mạch dưới đầu bên trái thì cũng rất là khó khăn đó. Và nếu mà lần nữa mà chúng ta không có chứng lớn ra thì cái sai số nó còn khác biệt nữa. Hoặc là tương tự như vậy, khi mà chúng ta cắt ra mạch máu và khí quản đi, chúng ta thấy là trên cái hành động thì rất là dễ ha. Trên hành động thì chúng ta thấy cái tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên này thì chúng ta nhìn thấy cái phần eo của nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta dừng hình lại thì bắt đầu bị kiếm được cái hình để rõ, để chúng ta đo được cái điểm này cũng không phải dễ lắm. Và qua cái nghiên cứu này thì người ta thấy được cái chỉ số mà nãy tôi cũng có nói với các chị là đo được cái đường kính của cái động mạch cảnh bên trái đó, chia cho cái khung động mạch chủ ở đằng xa, cái đường kính của khung động mạch chủ ở xa thì nó là nếu mà cái tỷ lệ của nó ở không chấm khoảng gần 0.6 cái nguy cơ thì là chủ cao, hoặc là chúng ta đo cái khoảng cách từ cái động mạch cảnh bên trái đó, tới động mạch dưới đầu mà cái khoảng cách này nó càng xa thì cái nguy cơ hẹp eo mặt chủ càng cao. Và trong nghiên cứu này người ta lấy một cái kết tốt để chúng ta dễ nhớ, đó là ở cái thai mà trên 32 tuần tuổi, nếu các anh chị đo cái khoảng cách từ động mạch cảnh bên trái cho tới động mạch dưới đầu bên trái mà lớn hơn 4.5 mm thì nó sẽ tiên đoán, nó dự đoán là cái đó là nó phân biệt được giữa nhóm hẹp eo mặt chủ thật sự và nhóm hẹp eo mà chủ giả. Và cái qua cái nghiên cứu này thì khán giả đưa ra các cái chỉ số mà chúng ta nãy giờ trình bày các chị đó, các chỉ số để chẩn đoán cái hẹp eo mặt chủ. Cũng một cái nghiên cứu khác thì người ta cũng thấy được các cái dấu hiệu để mà chẩn đoán cái hẹp eo mặt chủ, đó là cái góc giữa động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống, hay là cái góc giữa động mạch chủ ngang và động mạch chủ xuống, đó là những cái chỉ số đo mới mà nó có thể phân biệt được theo mặt chủ. Cái góc này đo như thế nào thì các chị sẽ thấy cái công việc nó cũng hơi giống như toán học chút xíu ha. Chúng ta cắt đây thì người ta cũng vẫn dựa vào cái khoảng cách, nhắc lại là cái chỉ số này vẫn có rất có giá trị, đó là đo khoảng cách từ động mạch cảnh trung bên trái tới động mạch dưới đầu bên trái. Đây là bên này là bình thường, và người ta đo cái góc giữa động mạch chủ lên ha, dưới lại động mạch chủ xuống, đây cái góc đây tạo thành một góc anh hai chỗ này. Hoặc là ta đo từ cái đường viên lẻ, cái đường thẳng qua cái động mạch chủ ngang đây và động mạch chủ xuống đây, nó tạo ra góc đây, góc beta đây. Thì nếu mà cái góc này nhỏ hơn 20 độ thì là tiên đoán hẹp eo mặt chủ, hoặc là cái góc này lớn hơn 120 độ cũng là tiên đoán hẹp eo mặt chủ. Đó, đây là về toán học, ta tính ra các cái diện tích dưới đường cong đó. Nếu mà lấy chỉ số là 4.5 mm hay là đất nhỏ hơn 20 mm, 20 độ hay là lớn hơn 96 độ ha. Đây một cái hình ảnh minh họa cho các chị thấy một cái trường hợp hẹp eo mặt chủ mà chúng ta thấy là có máu tương xứng giữa bốn đường viên, là mạch phổi lớn, mạch chủ nhỏ, chúng ta cắt ở ba mạch máu và khí quản này, chúng ta thấy là cái động mạch chủ, khung động mạch chủ rất là nhỏ ha. Và chúng ta cắt dọc theo khung động mạch chủ thì chúng ta thấy là cái khung động mạch chủ ngang nó rất là nhỏ, và cái khoảng cách giữa cái động mạch cảnh bên trái và động mạch dưới đầu bên trái thì khoảng cách nó xa hơn so với bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta đo cái vận tốc qua phần eo thì cái chắc cũng không có cao hơn. Và ngoài ra khi hẹp eo mặt chủ thì chúng ta cũng không quên coi là nó có các bất thường khác kèm theo không. Ví dụ như là kênh nhĩ thất, chuyển vị đại động mạch, hay là các bệnh tim bẩm sinh phức tạp khác.
hoặc là các bất thường khác ngoại tiên nữa, ví dụ như là thoát vị hành dị tật của hệ tiết niệu tiêu hóa hay thần kinh trung ương, và coi thử trong bối cảnh chung nó có bị bất thường thẩm chất thể hay không, đặc biệt là hội chứng Turner ha, là hay bị hạt ăn làm chủ. Để chẩn đoán phân biệt những cái trường hợp mà có mất cân đối các nguồn tim đó, thì có rất là nhiều cái bệnh mà nó cũng có thể gây ra mất cân đối các nguồn tim mà các chị cần để ý. Ví dụ như là hội đường tĩnh mạch phổ bất thường thì nó cũng làm cho cái tim trái nhỏ, tim phải lớn, hay là tồn tại tĩnh mạch phủ trên trái đổ về song vành, hoặc là các cái di truyền ví dụ như trisomy 21, Pisto hay khác, hoặc là ở 3 tháng cuối thì chúng ta cũng có thể thấy tim phải lớn hơn tim trái, hoặc là ở các cái nguyên nhân ở ngoài tim, mạch máu ở ngoài tim khác, ví dụ như là không có ống tĩnh mạch, hay là co thắt ống động mạch, hay là thoát vị hành, đặc biệt là những cái trường hợp mà chậm phát triển trong tử cung á, thì nó cũng có gây ra cái tim phải lớn hơn tim trái, mà chúng ta cần phải coi thử đi tìm có bị hẹp mạch chủ hay không. Đây là triển khai chi tiết ra, ví dụ như là tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái mà đổ về song vành á, thì một cái nghiên cứu gộp người ta cho thấy là khoảng 21% những cái trường hợp này là nó có hẹp mạch chủ kèm theo. Nhưng mà sau đó một cái phân tích gộp khác thì thấy nó cũng không có tăng nguy cơ. Do đó hiện tại cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đổ về song vành nó chỉ là một cái dấu hiệu để chúng ta đi tìm thôi, và nó cũng là một nguyên nhân làm mất nhân chứng, nhưng mà nó không phải là dấu hiệu tiên đoán của cái hẹp ăn mạch chủ. Hoặc là gián đoạn của tĩnh mạch chủ dưới thì giống như phó giáo sư Hồ sáng có trình bày, mà cái trường hợp mà hội chứng động mạch trái đó, thì nó làm cho cái máu nó đi về cái tĩnh mạch chủ trên nhiều, thì nó cũng làm cho cái máu qua lỗ ít đi, thì nó cũng làm cho tim trái nhỏ. Hồi lưu tĩnh mạch phổ thường thường bằng thì chúng ta biết là nó không về tim trái thì về tim phải nhiều, thì làm cho tim phải sẽ giãn ra nha. Hoặc là bất thường của van hai lá thì nó cũng làm cho cái tim trái nhỏ, thâm liên thất lớn, hoặc là van mạch chủ hai mảnh, hay là hội chứng Turner, hay là phình tĩnh mạch Galen, đó là những nguyên nhân mà cũng có thể làm cho tim phải lớn hơn tim trái. Cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đó là nguyên nhân mà chúng ta dễ chẩn đoán nhầm với hẹp mạch chủ. Chúng ta thấy là khoảng 0.12 thai nhi là có cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đúng là xong rồi, mà thai mà có mất cân đối đầu tiên thì 99 thai mà không có hẹp mạch chủ thì trong đó 13% là nó có cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. Ngược lại thì có 9% mà thai có bất thường của cung mạch chủ thì nó cũng có hẹp mạch chủ, và cái này khác biệt là không có gì thống kê. Cho nên qua cái nghiên cứu này thì ta cũng thấy là cái tĩnh mạch chủ trên trái nó cũng không có làm tăng thêm giá trị tiên đoán trong cái hẹp mạch chủ. Và tôi muốn đưa cái này minh họa để cho các chị thấy là đôi khi tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đổ vào sau màn làm cho chúng ta nhầm với lại cái thông liên nhiễm ở tim phát. Đây tưởng là kênh bị thất bán phần đó, đây cái là minh họa. Nếu mà chúng ta cắt đây, chúng ta tưởng là một cái lỗ trống ở đây, chúng ta tưởng là một cái thông liên nhiễm ở tim phát, nhưng mà nó là một cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đổ về sau màn. Nếu chúng ta cắt rõ ra cái vòng hai lá được thì chúng ta sẽ thấy một cái vòng tròn ngay chỗ giữa rãnh bị thất bên trái. Ở trên ba mạch máu phía bản thì chúng ta sẽ thấy được tĩnh mạch chủ trên bên phải, động mạch chủ, động mạch phổi và tĩnh mạch chủ trên bên trái, và chúng ta cũng có thể cắt dọc được cái đường đi của tĩnh mạch chủ trên trái. Khi mà chúng ta chẩn đoán hẹp động mạch chủ thì đó là một cái bệnh mà phụ thuộc vào động mạch, do đó em bé cần phải sinh được ở nơi gần cái trung tâm tim mạch, và chúng ta cần phải siêu âm và hội chẩn để có quyết định đúng. Và nhắc lại thì tỷ lệ dương tính tới hiện nay dương tính giả vẫn là cao, cho nên làm cho chúng ta rất là phân vân. Nếu mà phát hiện bệnh ngay sau sinh thì chúng ta sẽ phẫu thuật trong tuần lễ đầu sau sinh, cũng có thể sửa chữa bằng cách là nối tận tận hay là bên. Kết quả trung và dài hạn nói chung là tốt. Trong cái nghiên cứu của giáo sư Shackland thì báo cáo là trong cái lô nghiên cứu của bạn là có 21% là chấm dứt thai kỳ và 71% là trường hợp vẫn tiếp tục và sống với thời điểm thai mà cuối cùng. Vì vậy tóm tắt các đặc điểm của siêu âm tim thai là chúng ta sẽ thấy tim phải thất phải lớn thất trái, là mạch phổi lớn hơn mạch chủ là cái dấu hiệu có giá trị nhiều hơn so với là thất phải lớn thất trái. Cung động mạch chủ thiểu sản vùng eo là mạch chủ, thỉnh thoảng thì chúng ta có thể thấy được chiều đường thông trái phải ở lỗ hậu đường.
bất thường ở ngoài tim thì bất thường và nhiễm nhạc thể là chiếm khoảng gần 20%, bất thường ngoài tim với nhiễm nhạc thể bình thường thì khoảng 15%. Mặc dù thì có nhiều tiến bộ trong siêu âm tim thai nhưng phát hiện cái hẹp eo động mạch chủ trước sinh đó vẫn là một thách thức. Khảo sát chi tiết của động mạch chủ như đã trình bày và nhận diện các cái dấu hiệu cảnh báo như cái bản mà tôi đã trình bày với các anh chị, phối hợp với các tổn thương khác tại tim và ngoài tim, đồng thời sử dụng kết hợp nhiều cái tiêu chuẩn làm cho tăng cái khả năng chẩn đoán. Vì nó phụ thuộc vào người thực hiện và máy siêu âm nên chúng tôi hy vọng là việc phát hiện trước sinh chẩn đoán xác định hẹp eo động mạch chủ sau sinh ngày càng cải thiện hơn để giảm những cái tử vong không đáng có ở nhà. Bài trình bày tới đây hết, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Tuyết với hai bài cực kỳ hay mà nó cũng cực kỳ là phức tạp. Anh chị có lẽ tới đây là cũng hơi căng thẳng rồi. Tuy nhiên sau đây tôi xin giới thiệu một cái bài nói chuyện có lẽ hình ảnh sẽ đẹp hơn, sẽ dễ hiểu hơn, được trình bày bởi một người con gái rất là đẹp đến từ thành phố Sương Mù, Đà Lạt, hiện giờ đang là phó khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ Hiếu. Điều một. Một cái sốt này. Đi đại lắm. Ngon quá. Đi đi tìm nước đi. Và chạy đủ uống nước luôn.